Với mức tài chính trên dưới 700, các bác đã có nhu cầu tìm một chiếc xe chạy gia đình và nội thất rộng rãi trong phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ thì ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, thương hiệu Hyundai. Mẫu này là mẫu Hyundai Santa Fe được sản xuất năm 2017 với khối động cơ 2.4 máy xăng. Và đây là phiên bản phun xăng đặc biệt với nhiều tính năng công nghệ cũng như là tính năng an toàn cao cấp. Hơn nữa đây là phiên bản động cơ 2 cầu 4 bánh 4WD vận hành cực kỳ khỏe. Với tầm giá trên 700 một chút thôi, bác nào quan tâm với chiếc Santa Fe 2017 phiên bản phun xăng này thì hãy cùng em tham khảo kỹ hơn về phần ngoại nội thất của chiếc Santa Fe này. Nổi bật cho phần đầu xe đó chính là ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy 2.0 là ngôn ngữ thiết kế chính trên chiếc Hyundai Santa Fe của chúng ta, với các chi tiết mặt ca đăng khỏe khoắn với các thanh mạ chrome nối liền hệ thống cặp pha cốt tạo điểm nhấn ngay cho cái phần logo chính giữa của chiếc Hyundai này. Về hệ thống chiếu sáng này cùng với tính năng tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng, đèn chiếu sáng của chúng ta được trang bị đèn bi rất là sáng cho cái chế độ đi ban đêm. Và các bác có thể thấy rằng là đời 2017 nhưng các chi tiết đèn rất là sáng trong, không hoen ố vẩn độc, không chấp hơi. Phiên bản 2017 của chúng ta thì sẽ được trang bị chế độ rửa đèn này, giải LED định vị ban ngày cùng chi tiết đèn gầm, thiết kế sắc nét độc đáo cho mẫu xe phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ. Bên đây là hệ thống chiếu sáng bên cánh lái, các bác có thể quan sát qua này. Các chi tiết đèn rất là đẹp các bác nhá. Thì bên dưới đèn gầm này, cái phiên bản phun kịch máy xăng này của chúng ta thì sẽ trang bị một bộ mâm kích thước rất là lớn, kích thước 19 inch, lớn nhất phân khúc rồi. Thiết kế la răng dạng phay độc đáo hình bông hoa cùng với phanh đĩa ABS chống bó cứng được trang bị đầy đủ trên bốn bánh. Con này thì được trang bị lên một dàn lốp nó rất là xịn, thương hiệu lốp tốt nhất rồi. Thương hiệu lốp Michelin này, 235/55R19 là thông số lốp coi nhé. Và cái mặt la răng của chúng ta thì sáng bóng, không một cái vết xước. Những cái vết nhỏ này chỉ là vết bẩn thôi các bạn nhé, không một vết xước trên cái mặt la răng của con Santa Fe 2017 này. Đặc biệt thì bác chủ cũ đã trang bị thêm cho chúng ta một bộ cam tắp lề, một phần của bộ cam 360 đây ạ. Gương chiếu hậu chỉnh cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm và tạo điểm nhấn cho cái phần hông xe để nổi bật trên cái nền đen. Đó chính là tay nắm cửa mạ chrome tạo sự sang trọng chiếc xe. Và phần thân xe thì các chi tiết đường gân dập nổi, dập chim, tăng sự uyển chuyển, mượt mà, không phần thô cứng cho chiếc Santa Fe 2017 của chúng ta. Về phần khoang nội thất thì con này vẫn là tông nội thất màu tối, thì tông nội thất màu tối thì nó sẽ sạch sẽ và sang trọng hơn rất là nhiều. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện đa hướng, nhưng mà riêng cái phần ghế lái của chúng ta sẽ được trang bị tính năng nhiều ghế hai vị trí. Về phần nội thất thì các chất liệu ghế da căng phòng coi nhá, đệm ghế, đệm lưng có lỗ thông hơi, rất là dễ chịu khi vận hành chiếc xe này, và túi khí an toàn này. Đặc biệt tăng sự cao cấp cho cái hàng ghế phía trước thì cái tính năng sưởi ghế cũng được trang bị trên cái phiên bản 2017 của chúng ta. Trên vô lăng bọc da tích hợp với các phím bấm tiện ích. Và hiện tại các bác có thể thấy rằng cái vỏ bọc vô lăng này được trang bị thêm rồi. Cầm nắm rất là chắc tay này. Các phím bấm tiện ích như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay hay là ga tự động cruise control. Logo Hyundai vẫn rất là sáng nét với chất liệu kim loại chrome các bác nhá. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa ô tô 2017 thì con này lăn bánh 10 vạn rồi ạ. Một chiếc xe chạy cực kỳ là hợp lý, mỗi trung bình một năm chạy hơn 1 vạn thôi. Các chế độ lái, đồ drive mode, chế độ đổ đèo hay là hệ thống chống trơn trượt, khóa vi sai trung tâm cho phiên bản 2 cầu. Với phiên bản động cơ xăng hay động cơ dầu thì bản full của chúng ta thì option trang bị tương tự nhau, chỉ khác mỗi động cơ máy xăng hay máy dầu thôi. Và máy xăng này cái chi phí ban đầu chúng ta sẽ bỏ ra sẽ mềm hơn là so với cái phiên bản dầu. Con này 2017 thì đang để cho các bác là 710 triệu đồng bao rút hồ sơ. Và nếu như bác nào được tiếp cận được cái clip giới thiệu xe và xem hết được cái video này thì em sẽ giảm cho các bác, chốt cho các bác là 690 triệu đồng bao rút hồ sơ này, ngay trên cái clip giới thiệu xe chi tiết ngày hôm nay. Bác nào phải theo dõi xuyên suốt video từ đầu đến cuối thì mới chốt được cái giá 690 triệu đồng bao rút hồ sơ này của bên em này. Thiết kế cửa gió điều hòa khá là rộng, dễ dàng điều chỉnh hướng gió với mức gió. Màn hình đồng hồ tài xế của chiếc xe coi nhá. Các phần kính cũng như là hệ thống đèn bên trong rất là sáng rõ chúng ta quan sát. Màn hình Android cỡ lớn đã được trang bị thêm cùng với các tính năng như là Bluetooth, FM, radio hay định vị chỉ đường. Và cái màn hình này thì chúng ta có thể xem YouTube được các bạn nhá. Mọi người thấy rằng là cái màn hình này chúng ta cũng có thể sử dụng cảm ứng này, định vị chỉ đường Google Maps, đề nổ thông minh Start Stop, phím bấm sấy gương, sấy kính này,
Các phím bấm rất là sắc nét, mặc dù đã trải qua sau 7 năm sử dụng nhưng mà phím bấm của chúng ta không hề có dấu hiệu bong chóc hao mòn các bạn nhé. Điều hòa tự động, các cổng kết nối như là USB, AUX đầy đủ cho con Santa Fe 2017 phiên bản full này rồi. Quanh củ số bọc da này, các tính năng kèm theo như là phanh tay điện tử, có tính năng sưởi ghế cho vị trí ghế lái và ghế phụ này. Có cả phanh auto hold, củ số bọc da rất là cao cấp rồi. Hộc đồ rộng rãi và bệ tì tay kia, một hộc đồ rất là lớn ở ngay vị trí ghế giữa ghế lái và ghế phụ. Và đây là bộ cửa sổ nóc toàn cảnh panorama của chiếc xe các bác nhé. Cái không gian nội thất bên trong chiếc xe này nó rộng rãi, cao cấp, thoáng đãng hơn rất là nhiều nhờ cái cửa sổ trời toàn cảnh này. Và tấm rèm che nắng của chúng ta cũng tích hợp gương trang điểm kèm đèn trần cho các bác luôn nhé. Nội thất rất là tươi cho một con 2017. Chốt trên clip này em sẽ để cho các bác là 690 triệu đồng. Đúng rồi, con này em đang chào bán 701 đấy ạ. Và đây là các chi tiết con ốc trên phần cột A của chiếc xe. Phần tapi này, phím bấm cài đặt vị trí nhớ ghế hai vị trí. Các phím bấm chỉnh gương, chỉnh kính auto, hộc đồ xung quanh. Và hệ thống âm thanh của chiếc xe này, trên những cái dòng xe Hàn ấy thì cái hệ thống âm thanh trải nghiệm nghe khá là hay các bác nhé. Và đây là các chi tiết con ốc ở phía bên ngoài. Gioăng cửa này, keo chỉ. Khả năng cách âm chống ồn của chiếc Santa Fe cũng được đánh giá rất là cao. Thân vỏ chắc chắn, khung gầm chắc chắn. Cột B của chiếc xe, con ốc này, tem mác này. Viền chân kính của chúng ta cũng được mạ chrome xung quanh viền rồi, rất là cao cấp ạ. Phía sau của chiếc xe có thể quan sát qua này. Con này thì được lên một bộ lót sàn 5D rất là sang và rất là sạch sẽ cho cái khoang nội thất của con Santa Fe 2017 này rồi. Và hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ đặt cửa gió điều hòa ở vị trí cột B các bác nhé. Rất là dễ điều chỉnh cho cái hành khách ngồi ở vị trí hàng ghế phía sau. Túi đồ, cổng kết nối, cổng sạc 12V. Và đây là cái cửa sổ nóc toàn cảnh, các bác có thể quan sát từ hàng ghế thứ hai này. Rất là rộng, bầu trời trong xanh, thoáng mát hay là bầu trời đêm đầy sao là chúng ta có thể tận hưởng được cái qua cái cửa sổ trời cực kỳ rộng như thế này, chiếm hơn 50% diện tích trần xe rồi. Và nội thất hàng ghế phía sau cũng rất là tươi quá nhá. Vị trí ghế giữa kiêm luôn bệ tì tay. Hộc để ly để cốc thì nó sẽ ẩn sau cái bệ tì tay này, cực kỳ tiện, không sử dụng chúng ta có thể gập lại các bác nhá. Cái hàng ghế này mà chúng ta muốn gập lại để tối ưu hóa không gian chứa đồ thì hàng ghế này chúng ta có thể gập lại theo tỷ lệ 6-4 các bác này. Điều chỉnh được chỗ đỡ cổ này, phần đệm ghế các bác thể quan sát này, có lỗ thông hơi ở tất cả các vị trí từ đệm ghế cho phần đệm lưng. Đây là cột B. Thân vỏ nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé. Tấm rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai và các chi tiết dán chống xước carbon này, chống chảy xước cho chiếc xe. Hộc đồ, khóa chốt an toàn dành cho hàng ghế phía sau cùng với các chi tiết cốt ốc sáng bóng, không dấu hiệu gì xét, không dấu hiệu cậy mở. Và đây là mặt la răng bánh sau các bác nhé. Mặt la răng bánh sau cũng rất là sáng. Con này thì bác chủ cũ mới phay lại bộ la răng rất là mới rồi. Và cái tính năng phanh ABS chống bó cứng thì cái phiên bản SUV gầm cao 7 chỗ cỡ trung này thì được trang bị đầy đủ trên cả 4 bánh các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản xăng đặc biệt, full xăng đặc biệt. Và đây là cái form dáng phía sau. Cái dòng Santa Fe thiết kế nội đô hóa khá là nhiều rồi. Vì vậy những chiếc xe này các bác có thể linh hoạt di chuyển trong phố hay là có thể vượt qua những cung đường gồ ghề. Và đây là bản động cơ 2 cầu và gầm bệ thì cũng rất là cao cho các bác với một chiếc xe gầm cao 7 chỗ. Cái form dáng phía sau này các bác có thể quan sát qua nhé. Đèn hậu rất là lớn, thiết kế đồ họa 3D hình chữ L cùng với dải đèn phanh trên cao này. Hai ống xả được đặt ở bên góc phía tay phải của chiếc xe các nhé. Và cảm biến cảnh báo va chạm thì phía sau này chúng ta được trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm. Cam lùi này, con này được trang bị thêm một cái cam tắp lề cho cái phần phía sau của chiếc xe. Và đây là phần nội thất của khoang cốp cũng như là hàng ghế thứ ba này. Hàng ghế thứ ba này hiện tại đang được gập phẳng để tối ưu hóa không gian chứa đồ. Bạn mời thì quan sát cái hàng ghế thứ ba, cái giấy bóng ở cái vị trí kéo ghế này vẫn còn nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé. Cái hàng ghế này bác ít sử dụng hơn nữa thì chủ cũ rất là giữ gìn, trân quý chiếc xe của mình nên khoang nội thất phía sau này cũng rất là tươi. Cửa gió điều hòa cho vị trí cuối cùng này, bệ tì tay để ly để cốc, cả phía bên tay trái lẫn bên tay phải cho chúng ta rất là dễ dàng quan sát. Và những cái phần nhựa xung quanh là cái vị trí để đồ rất dễ xước sát này. Thì con này xước rất là ít các bác nhá. Cái chuyện xước là cái chuyện không thể tránh khỏi vì một chiếc xe đã trải qua sau 7 năm sử dụng thì không thể nào chúng ta có thể giữ nó như mới không một vết xước được. Nhưng mà những vết xước này cực đã hạn chế hết mức có thể rồi. Rất là ít ạ.
cổng sạc 12V cho vị trí hàng ghế thứ ba, vị trí khoang cốp này. Màu sơn đánh dấu sản xuất các bác nhá. Phần đèn, các chi tiêu cao đốc, những cái vết này là vết bẩn rồi các bác nhá. Các bác em có thể lau cho các bác này. Là vị trí đây là những cái vết vết bẩn thôi. Còn ốc không có thêu cậy mở và hai ti điện chống đỡ. Con này cốp điện mà. Bản lớn to và chắc chắn cho chúng ta. Và cốp điện thì chúng ta đóng mở cũng rất là nhẹ nhàng, thao tác cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Phiên bản 2.4 máy xăng thì nó có một cái ưu điểm hơn cái phiên bản dầu, đó là máy động cơ chạy sẽ khá là êm, không ồn các bác nhá. Mặc dù là cái chi phí đi lại thì máy xăng nó sẽ cao hơn một chút so với máy dầu, nhưng đổi lại thì vận hành của chiếc máy xăng nó sẽ êm và khỏe và cảm giác là chạy nó trơn tru hơn rất là nhiều so với phiên bản động cơ dầu. Hơn nữa thì chi phí bảo dưỡng thì máy xăng chúng ta cũng sẽ giá sẽ mềm hơn là so với chi phí bảo dưỡng của máy dầu. Đây là nội thất phía bên sau ghế phụ, có thể quan sát qua này. Cột C, cột B của chiếc xe và đây là phần tapi với tấm rèm che nắng cho cái phiên bản SUV 7 chỗ này rất là cần thiết cho cái hàng ghế phía sau. Và cuối cùng đến cái vị trí ghế phụ của chiếc xe. Bậc lên xuống thì chúng ta sẽ được nẹp một thanh mạ carbon để chống chảy xước cho phần cửa, cái vị trí dễ xước sát nhất trên chiếc xe này. Ghế phụ chỉnh điện đa hướng, cột B, nội thất ghế này, phần tablo. Đây các bạn em đang chào bán con này là 710 triệu đồng, phiên bản động cơ 2.4 máy xăng 2017. Cửa gió điều hòa các bác nhé. Và ngồi ở vị trí ghế phụ thì chúng ta vẫn có thể điều khiển được cái trung tâm màn hình giải trí nếu như mà chúng ta muốn nghe nhạc hay là xem YouTube trên cái màn hình giải trí này. Cột A của chiếc xe này và phần tapi cho vị trí ghế phụ. Phần tapi rất là mới, không có cái dấu hiệu xước sát nào đáng kể trên cái chiếc xe này. 2017 thì ngân hàng có hỗ trợ làm banh cho các bác nhé. Chúng ta sẽ hỗ trợ tối đa con này rơi vào khoảng 60-65% giá trị của xe. Như vậy thì với mức tài chính mà các bác trong tay cầm tầm khoảng trên dưới 300 triệu là các bác có thể sở hữu được chiếc Santa Fe 2017 phiên bản full xăng này. Và bây giờ thì sẽ sơ qua một chút về cái tính năng an toàn cũng như là quay xa cái phần khoang động cơ thì các bác có thể kiểm tra qua một chút cả cái màn hình nhỏ của chiếc Santa Fe 2017 này của bên em. Dưới nắp capo của chiếc Santa Fe 2017 đó chính là khối động cơ 2.4 DOHC máy xăng. Và phiên bản này thì vận hành cực kỳ mạnh mẽ cho chúng ta trong cái phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ. Vận hành con này rất là êm các bác nhé. Hơn nữa thì tính năng an toàn được trang bị rất là nhiều như là hỗ trợ chống bó cứng phanh này, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay là phanh tay điện tử đều được trang bị đầy đủ trên chiếc Santa Fe 2017 phiên bản full kịch máy xăng 2.4 của thương hiệu Hyundai Santa Fe này. Và các chi tiết như là máy số, keo chỉ, thân vỏ bên em sẽ cam kết zin tuyệt đối cho các bác, bao check test cho bên thứ ba. Và chiếc xe này bên em cũng cam kết là không đâm xô tai nạn, không thủy kích cặp nước, bảo hành cho các bác về khoang động cơ này 1 năm. Và mời thầy quan sát các chi tiết con ốc trên xe này. Nguyên zin nguyên bản, màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất, bình nước làm mát rất là trong, rất là mới các bác nhé. Các hệ thống đường ống hay các chi tiết con ốc, màu sơn đánh dấu nhà sản xuất cũng như là không hề có dấu hiệu gì xét han ố này. Mọi người quan sát chiếc xe này 7 năm sử dụng rồi nhưng mà vệ sinh thường xuyên thì chúng ta sẽ giữ gìn được chiếc xe của chúng ta đẹp hơn rất là nhiều so với những mẫu xe 2017 mà những hành khách khác lăn bánh trên đường. Và đây là tấm nỉ cách nhiệt, cái tấm nỉ cách nhiệt của chúng ta cũng chưa hề có dấu hiệu hao mòn hay bong chóc hay là cũ này. Đây là những cái vết bẩn cho các bác nhá. Với mức giá chỉ hơn 7 đồng cho chiếc xe này, bác nào muốn tìm một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ đến từ thương hiệu Hyundai, cụ thể là mẫu Santa Fe này, thì có thể kết nối thêm về Zalo qua số hotline 0964 834 834. Bên em sẽ trao đổi kỹ hơn, cụ thể hơn với chiếc xe Santa Fe 2017 này. Và địa chỉ xem xe trực tiếp là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Và cuối cùng thì em cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi hết clip giới thiệu xe này của Butterfan vô gầm cao. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.